Ok, thôi được, để vậy đi. Mình chỉ nói một cái điều không, xoay qua những cái câu chuyện mà của đất nước Việt Nam mình là, thì nó vẫn có những cái chuyện mà hầu như là những cái nó hay hô hào về vấn đề mà tôn giáo rồi có như phân gì gì nó mới đặt cái bức tranh đó anh. Dạ ok, nó đang hủ nó mới lớn, nó mới lớn nha nè. Vậy là vậy là, ok, tôi nghĩ là đấy. Ôi, nhan tôi có khách tới. Ok, tôi chào anh. Hiếu lễ tới. Chào Hiếu lễ. Bạn ngoại tới hay chưa? Không còn ngoài á. Ok, chào anh. Ok, ba anh em mình nói chuyện với nhau. Bây giờ mình nên nằm cho đồ nói chuyện nè. Giờ nói chuyện đi. Năm nay tôi phát biểu đi con. Con năm nay là sở trường của con nói về vấn đề cái những cái truyền thông thổ tả ở bên đó là đúng rồi, là cái điều đó. Tại vì bác biết hôm lâu lâu mấy có dịp mà bác cháu mình ngồi nhau nói chuyện tâm sự, còn mấy cái về vấn đề chính trị chính em rồi mấy cái đề trên kênh đó, chắc là con xin phép con giờ một cái thời điểm nào khác con lên chỉnh con tâm sự cho nó nói hơn. Đáng còn bây giờ con cũng chưa có chuẩn bị cái gì mà để con nói nữa, tại vì nói về cái đó thì nó khô khan lắm. Con muốn cái diễn đàn bác đó giờ nó vui vẻ đó, giờ mình nói chuyện chú Lâm chơi ở ngoài đời chơi gì nữa. Đúng rồi đó. Tại vì các bác biết sao không, tại vì những người đó con cầu mong là sống trên 100 tuổi để con có đề tài con nói, chứ bây giờ rồi bác cầm lên bác cứ trù người ta hoài nãy giờ rồi người ta có chuyện gì rồi không mốt con lấy đề tài đâu con nói nữa. Lúc đó nó ngoài ông đấy, nó lúc đó là năm không còn đề tài nữa, là nó kêu tôi không còn làm đề tài nữa, cái kênh con làm sao nữa, là có nhiều người biết đến đây đó, nãy giờ bắt trù bắt của người ta không à, của người ta không à, ông bố tàn bạc rồi chứ không nhận được chứ. mối lớn ta làm ăn mà không phá không rồi chứ. À, con nói với bác Bờ Phượng nghe thế này, tại vì ở rắn chạy gắn đồng tâm á, nó có mình đi du lịch cũng được, tại vì trong đó nó có bán thuốc là thứ nhất, cái thứ hai nữa nó có cái bảo tàng là gắn ghiếc gì các cái loại gắn gì là ngâm trong hũ cho mình coi hết, từng loại nó có để bên ngoài cái thông tin của loại gắn đó, cái thông tin về cái bảo tàng đó nữa. Bên cạnh đó thì mình có thể tham quan những cái trang trại người ta nuôi gắn gần đó luôn, có rất là nhiều gắn, có mấy chục loại là mà nó trên cây nó bò lổm chổm thích lắm. Từ thành phố mà đi xuống chạy rắn Đồng Tâm đó thì con nghĩ là chưa tới 100 cây, nó có cái chừng 80 cây là dữ lắm. Ok, nó cũng gần, bắt ngồi xe mà ngồi xe khách xuống thì đi khoảng chừng hả, bây giờ đường cao tốc nó có rồi, rồi bắt đi chừng khoảng chưa đầy 1 tiếng rưỡi là tới rồi. Dạ tiện lắm bác ơi. Tại vì ở chạy rắn Đồng Tâm thì nó có nhiều cái dịch vụ cũng giống như là du lịch sinh thái gì đó, mình đi mình tham quan các kiểu, thì ở đây thì người ta cũng đi rất là nhiều về cái đó, cái chạy gắn đó miền Tây là ai cũng biết cái chạy gắn đó. Tại vì trong đó có cái đó trực thuộc về quân khu chính đó, thì các cái bác sĩ quân y ở trong đó là trị về gắn, và người ta nghiên cứu những cái loại mà cái loại thuốc á mà chị gắn hay chị những cái loại bệnh khác á, ngoài da đồ đó rất là hay hả. Ok, và trong đó nó có bán thịt rắn không? Yes, phải có chứ. Có đó, đúng là ba bắt gặp có người ta nuôi rắn công nghiệp, người ta bán cho ấy đó, nhưng mà con không biết là bây giờ người ta có bán cho bên ngoài hay không thì con không biết, nhưng mà người ta có bán cho những cái thể loại như nhà hàng quán nhậu gì là có, là xưa là có đó. Mà bác còn đủ răng để ăn không? Bố cầm có vậy tao kêu mày xuống vô đó, giờ mua đêm về nhà thôi mày nhậu có lý không? Tại vì bây giờ bác hai bác biết sao, bây giờ nhậu là bây giờ không nhậu nhà nữa, nhậu nhà nó buồn lắm, mà bây giờ mình xuống ghe mình nhậu thì tới bây giờ xuống bắt xuống đây là có cái tàu, không biết lội nha mày, có phao hết, mà tàu nó rất là lớn chứ không phải là cái xù, không có khái niệm là cái tàu nó 10 mấy chỗ lận, nó gần 30 chỗ lận, thì có bàn ở dưới hết, không toilet thì tự xử nha, toilet thì tự xử nha đó, nhậu thì nhậu nhưng mà không có toilet nha. Con nói đùa đó, có trên đó nó có cái toilet nhỏ trên đó, còn đi mình đi vô toilet thì mình đi, thì nó đi ra đâu thì mình không biết, không cần biết.
Bây giờ thì đó, bây giờ cái dịch vụ là bây giờ mình xuống ghe xong rồi mình order xuống, tất cả là người ta lo hết, mình xuống bàn hết, mình chỉ cần xuống dưới ngồi, xuống dưới nó chạy ra ngoài sông, mình vừa ngắm cầu Mỹ Thuận mà mình vừa ăn uống nữa, vừa nhậu nữa, nó rất là vui. Không, Còn mà nhậu trên nhà thì nó cũng rất là bình thường thôi đó, mình xuống sông mình nhậu rất là đặc nó biệt, và là đặc đúng biệt rồi, đó nó có gió, nó là là và đặc biệt năm nay bắn pháo hoa là bây giờ là người ta xuống dưới sông người ta coi, còn chứ ta ít ta ngồi trên bờ lắm, tại xuống dưới nó ăn uống nó bác ăn uống nó vui lắm. Dạ, đại đoàn ca tài tử hay là bác thích, bây giờ con cho hai người nghệ sĩ xuống dưới này hát phục vụ bác cũng được đó, bác nóng bác lạnh gì đó quạt cho bác cũng được đó bác Trọng. anh thấy đâu tao hỏi Dạ. rồi ở dưới chỗ con Cần Thơ đó làm gì lớn không À, con ở hai cái nơi, một là Cần Thơ còn hai là ở Vĩnh Long, tức nghĩa là quê nội quê ngoại con luôn. Cần Thơ thì nói chung con? là nó cũng nó không có xô bồ như là ở thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi con nói cái từ xô bồ tức là ở đây tức nghĩa là nó không có được nhộn nhịp với lại mà đông người chật kín bon chen như ở thành phố. Tuy nhiên thì ở Cần Thơ thì cũng có rất là nhiều điểm đi du lịch đó, thì cũng là sông nước thôi, mình tới những cái làng nghề, làng những cái Không, làng cái đó truyền thống thôi. ta chỉ hỏi là cái lễ kỳ rồi là mới gì thì hãy qua là ngày Giáng sinh đó ở Cái đó lễ Giáng sinh hả? Cái lễ Giáng sinh đợt rồi con không có đón Giáng sinh ở đây đây, và cái đợt rồi con cũng ít có quan tâm đến Giáng sinh lắm, tại vì con đi Đà Lạt con mới có về ngày hôm qua hả? wow Hình như đã Giáng rồi sinh đó là con đi Đà Lạt. Dạ. Lạt cái nhộn nhịp dữ vậy Đà Lạt bây giờ là du khách Hàn Quốc không à, bác Trọng ơi. ha Cái đợt rồi đó nó là cái đoàn của du lịch của nó giờ khách 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 giờ bây giờ du lịch ở Đà Lạt bây giờ giống như tour du lịch không đồng vậy. Cái kiểu như là người Hàn Quốc họ qua bên đây họ làm hướng dẫn viên du lịch, rồi sau đó đúng họ rồi dẫn khách của họ đi, đúng cho nên là họ có rồi những cái chuyện mà họ thuyết trình sai đúng cho vua Bảo Đại mà ổng rồi đẻ 100 người con trai, 100 đứa con đó, mà 50 xuống biển, 50 lên non lên núi đó, là cái thằng đó là cái thằng là hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc, cho nên là bây giờ là đang làm việc với nó, mà bây giờ nó cứ dẫn khách nó qua đi như vậy á, là tiền sẽ trả về túi nó với lại các cái dịch vụ mà bên phía bên nó, bây giờ người ta nói là cái tour du lịch không đồng, tức nghĩa là để cho nó làm mình không có ăn được uống gì vậy. Cái thằng Hàn Quốc đó nó qua này nó rất là điểu luôn á, toàn là Hàn Quốc không, ra ngoài toàn là Hàn Quốc đại hàng không rồi bác ơi, là điểu luôn, mà nó thuyết trình về lịch sử nó biết mẹ đâu, nó nói mà còn nói sai, nó nói ông Bảo Đại đẻ 100 đứa. Mà khi mà tôi nghe nó nói thì tôi cũng viết cho nó là khoảng chừng 10 năm nữa đó thì sẽ có những người hướng dẫn viên người Việt gốc người người Mỹ gốc Việt về Việt Nam làm tour guide rồi sẽ thuyết trình là ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Ngô Đình Diệm đẻ ra 150 đứa con trai da trắng và 50 đứa con gái da đen. Người Mỹ hả? Người Mỹ về đây làm hướng dẫn viên du lịch chắc nó tối ngày nó ở trong cái dinh thống nhất quá. Tại vì cái phủ Đầu Rồng đó là tại cái nơi đó là cái nơi đầu não của mấy ổng ở hồi xưa, chắc ở khu đó. Và bây giờ nó còn ở ngoài ngoài nó không có đẹp bằng như hồi xưa, cảnh vật nó tự nhiên mà bây giờ nó làm cái kiểu như giả tạo nha, Đúng làm như cái kiểu để nó bán cái view đó cho khách du lịch vậy đó, rồi sau đó 6 7 tháng cái nó sửa chữa lại nó làm cái view khác, nó không còn để cái view cũ nữa để người ta tránh nhàm chán, nó không còn như hồi xưa nữa bác ơi, rồi. đi giờ chán lắm, Đà Lạt Thì bây giờ chắc là chán. Nó không bằng hồi xưa. nó như là cái chỗ du lịch mà sân khấu mà Dạ đúng rồi. thì giống như là sân khấu vậy, như là đây mà cái chuyện sân khấu để nó nghe là không ai làm giỏi cái dù sân khấu bằng người Mỹ nha. Ở bên đất Cali này trên Hollywood nó có những cái bạc những cái nơi người ta đến du lịch đó, nó là thay đổi ngoài này họ không có thể chương trình họ làm để giải trí mà thì khách du lịch họ qua thì cũng phải họ phải cho họ giải trí nhá. Nhưng mà được như là đó là một cái cách mà để cho người du lịch dù du khách tới người ta giải trí bằng cách này cách khác thì thương mại mà nó có thay đổi theo thời gian Nó cũng như là nó làm tiểu cảnh vậy đó, đấy nó dựng tiểu cảnh. đúng Làm nó một thời gian hả mà phải thay đổi chứ, bây giờ giữ nguyên cái trang trí như vậy, người khách người ta đi một lần, thứ hai người ta không quay lại nữa, cái hiểu kiểu đó đó. đúng rồi
Đúng rồi, tư tưởng phải thay đổi mà. À, thay như là đổi thấy, mà. tôi thấy là như rõ ràng cái này thấy như như là món ăn đó. Ở Việt Nam mình nó thấy cái món ăn ăn mới là thấy có rất nhiều. Tự nhiên tôi coi mấy bữa nay tôi coi món ăn Việt Nam như có món ăn rất là mới chứ. Họ chế biến ra những món rất là mới, những món mà ngày xưa mình không có, bây giờ là có mà thấy là họ Là bảo là rất là ngon. Tại vì bác hiểu sao bây giờ nó kiểu như là giao lưu văn hóa rồi đó, nó mix Đúng cái này rồi, nó mix cái đúng kia rồi, vô, con mấy đúng cái rồi. lạ lạ con ăn không được, con ăn truyền thống địa phương không được, mấy con lạ lạ con không dám thử. Tôi thuần tí cá Thì canh nói cá khô với lại thì kia, nói còn mà ra ăn không được, khó không lắm, thì thì thức nó ăn làm Việt quá Nam đi, nó làm thì quá nó ngon à. à, tôi đúng rồi đó. Thì thức ăn ở Việt Nam như vậy đó, họ cũng thay đổi hoài cho những người du khách về nha, để mà cái chuyện chọn lựa mà nó có nhiều, càng nhiều chọn lựa chừng nào cũng tốt, còn có cái chuyện mà khẩu vị người ta dĩ nhiên là những khẩu vị cổ truyền mấy chục năm rồi, hàng trăm năm rồi thì bao giờ nó cũng vậy. Nhưng mà con nghĩ là những cái món đó, thường thường là người ta bán lướt qua không, Đúng nó không có trụ được lâu, nó có một đúng cái thời điểm thôi đúng đó. Dạ đúng đúng, nó như là cái phát bây sinh giờ như là cái cách đây kiểu mấy bữa còn là cuối cùng quay về cũng phải ăn cơm thôi. đúng rồi Người Việt đúng Nam mình quay về ăn cơm, ăn gì rồi, ăn là cái đó là chỉ mình thử thôi, thử trải đúng nghiệm rồi, thôi, chứ nó cơm cũng không cá có. Ừ, cơm cá okay. Cơm cá. Ô anh ơi, anh Phượng ơi, yes 8 giờ này bên này mình có một cái công chuyện rất là quan trọng rồi anh. ok Rồi ok, ok bác. rồi ok thì mình tạm dừng ở đây đây luôn ha, anh đi đâu. Ok ok bác, ok bác. Rồi ok, thôi Ok tạm thế. biệt mọi người nha, hẹn gặp Rồi con lại chào nha. hai bác ha. Dạ, Ok, tạm biệt mọi người. chào năm tới rồi.